Xin chào các bạn. Khi mà thích cái thời tiết mà nó càng ngày càng nóng thì chúng ta lại có cái khuynh hướng là chúng ta thèm một cái uống một cái thứ gì đó ở giữa bữa ăn để giúp cho chúng ta giải khát. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đang trong quá trình giảm cân thì những cái đồ uống nào các bạn nên và không nên uống giữa các bữa ăn? Thì về cái nguyên tắc giảm cân như mình đã nói ở các cái video trước rồi các bạn, là khi các bạn muốn giảm cân thì việc đầu tiên là các bạn phải hạ cái, tức là các bạn phải ăn ít đi các bạn, tức là chúng ta phải nạp cái lượng calo đó nó ít hơn thường ngày các bạn nạp. Thí dụ như là trước đây các bạn nạp 2.500 calo đi các bạn, thì bây giờ các bạn nạp 2.000, hoặc là trước đây các bạn nạp 2.000 calo thì bây giờ các bạn nạp 1.800 hoặc là 1.700 calo một ngày thôi. Thì cái đó là tùy mỗi người các bạn, tùy cái hoạt động của mỗi người. Một cái nguyên tắc thứ hai nữa là các bạn phải làm sao làm giảm cái lượng insulin trong người của các bạn xuống. Khi chúng ta bị thừa cân hay là bụng chúng ta có mỡ thì nguyên do đó là do các bạn insulin trong người của các bạn nó nhiều các bạn. Tức là cái tình trạng kháng của insulin của các bạn nó cao. Khi mà cái tình trạng kháng insulin của các bạn càng ngày càng cao đó thì nó tạo mỡ càng nhiều các bạn. Mình đã làm các video trước để các bạn có thể xem lại, các bạn sẽ hiểu được cái lý do tại sao không các bạn. Vậy thì về nguyên tắc khi các bạn muốn giảm cân là các bạn phải làm sao làm giảm cái lượng insulin trong, sản xuất insulin trong người của các bạn xuống, tức là làm giảm cái tình trạng kháng insulin trong người các bạn xuống. Thì để làm giảm cái tình trạng này đó thì nó chỉ có một cách thôi các bạn. Thứ nhất là các bạn hạn chế ăn đường với tinh bột, hoặc là các bạn giảm, hoặc là các bạn ngắt luôn không ăn đường với tinh bột à, các bạn. Cái thứ hai nữa là các bạn phải làm sao các bạn phải nhịn ăn trong một thời gian dài. Khi mà các bạn nhịn ăn trong một thời gian dài, tức là khoảng từ 15 tới 18 tiếng các bạn, hoặc là giữa các bữa ăn đó các bạn không ăn gì hết, thì tức là không ăn một cái gì để làm tăng cái insulin lên đó, tức là trong một khoảng thời gian đó, thì như vậy đó là cái lượng insulin trong người của các bạn đó, nó sẽ giảm các bạn. Thì khi mà cái lượng insulin trong người của các bạn nó giảm đó, thì lúc này đó cơ thể của chúng ta nó mới bắt đầu đốt mỡ để tạo năng lượng hơn các bạn, thì lúc này các bạn mới giảm cân được. Nhưng mà đó, khi mà cái thời tiết càng nóng đó, đặc biệt là khi chúng ta đi vào cái mùa khô hoặc là vào cái mùa hè, thì cái thời tiết nóng lên thì giữa các cái bữa đó thì chúng ta thường là chúng ta sẽ khát các bạn thèm một cái thứ gì đó các bạn uống. Vậy thì những cái thức uống nào các bạn nên ăn, các bạn nên uống, và thức uống nào các bạn không nên uống để giúp cho chúng ta quá trình giảm cân nó được diễn ra, tức là để giúp cho cái quá trình giảm cân của chúng ta nó xảy ra các bạn. Bởi vì khi các bạn nạp một thứ gì đó mà nó tăng cái insulin các bạn lên, cái insulin của bạn nhảy, thì ngay lập tức là chúng ta ngăn cái quá trình đốt mỡ lại các bạn, thì lúc này các bạn sẽ không giảm cân thành công được. Thì đầu tiên là mình sẽ nói đến các cái, ở đây là mình sẽ thống kê lại những cái đồ uống mà chúng ta thường hay gặp nha các bạn. Và chúng ta thường hay gặp hàng ngày, tức là các bạn có thể, hầu như các bạn có thể đi ở nhiều nơi ha, ở mọi nơi các bạn có thể gọi được các cái món đồ uống này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về các danh sách mà những cái món đồ uống nào các bạn không nên uống giữa các bữa ăn các bạn. Thì đầu tiên đó là cái nước ngọt các bạn. Nước ngọt hay là những nước có ga thì các bạn phải để ý nha các bạn. Tại vì thông thường nó, khi mà các nước ngọt, nước có ga hay nước tăng lực gì đó, thì tất cả những cái đó nó đều có lượng đường ở trong đó nha các bạn. Thì khi mà các bạn ăn uống vô đó các bạn, thì ngay lập tức các bạn là cái insulin các bạn nó phải nhảy ra, nó phải nhảy lên các bạn. Chúng ta phải sản xuất cái insulin để mà phân hủy cái đường đó đi, hoặc là phải đổ bỏ cái đường đó ra ăn các bạn. Và nếu như mà cái lượng đường nó dư thì chúng ta sẽ chuyển thành mỡ các bạn. Chúng ta nhớ là một ngày đó là cơ thể của chúng ta nó chỉ cần có khoảng 4g đường thôi các bạn, 4 hoặc 500g đường, tức là khoảng một thìa cà phê đường thôi các bạn. Nhưng mà đó, các bạn thấy là nếu mà trong 100g nước ngọt đó, thì trung bình là chúng ta sẽ có là 11 hoặc là 12g đường các bạn, tức là nó nhiều hơn. Nếu mà các bạn uống một lon là 300ml thì nó còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa các bạn, 5 gấp 6 lần cái lượng chúng ta cần một ngày các bạn. Thứ hai nữa là nước mía hơn các bạn. Thì các bạn thấy rằng là cái nước mía bán ở ngoài rất là nhiều hơn các bạn, mà khi mà các bạn đi ra ngoài đường dưới nắng trưa nắng nóng, các bạn gọi một ly nước mía vô các bạn uống, các bạn thấy đã khát ngay lập tức các bạn ha. Thì nước mía đó các bạn không nên nữa các bạn, là tại vì đó trong một ly nước mía, tức là trước khi mà ta uống khoảng có chừng 250ml đó các bạn, thì đó nó có khoảng là 50g đường các bạn. Cái thứ ba đó là chúng ta hay gặp là nước cam. Thì trong nước cam nó có một cái lượng cáp hơn các bạn, một cái lượng tinh bột hay một cái lượng đường nhất định hơn các bạn. Thì trong khoảng 100ml hay 100g đó, thì cái lượng đường nó khoảng có chừng 12 tới 13g hơn các bạn. Mà nếu mà các bạn uống một ly nước cam mà 200ml thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lượng đường cho nó rất là cao hơn các bạn. Thì cái insulin chúng ta nó lại phải nhảy hơn các bạn. Nước dừa thì sao bạn? Nước dừa thì mình khuyên là các bạn không nên uống hơn các bạn. Tại vì cái nước dừa đó, khi mà các bạn uống nước dừa ngọt đó, các bạn uống nước dừa lạt các bạn không uống được các bạn. Các bạn uống là phải uống ngọt.
Mà cái hàm lượng đường đó, ở trong cái nước dừa nếu mà càng ngọt thì lại càng cao hơn các bạn. Thì trung bình nó khoảng là từ 4 tới 5 gram trên một, khoảng trung bình khoảng 5 gram các bạn, mình nhớ khoảng là 5 gram trên 1 ml thôi các bạn. Nhưng mà cái lượng đường ở trong đó đó các bạn, nó cũng làm tăng insulin của các bạn lên thôi các bạn. Tức là chúng ta phải làm sao chúng ta không có tránh cái tình trạng uống những cái thức uống nào mà làm tăng cái insulin của các bạn lên. Còn về sinh tố và nước ép đó, thì mình thấy ở ngoài đó là chúng ta sẽ có là sinh tố mãng cầu nè các bạn, sinh tố xoài nè, sinh tố sabuche nè các bạn, sinh tố dâu nè các bạn, ha. Rồi chúng ta có các nước ép như là nước ép xoài cũng có các bạn, nước ép ổi nè các bạn, nước ép cà rốt nè, nước ép khóm nè các bạn. Thì những cái này đó các bạn cũng không nên uống các bạn. Tại vì đó cái lượng cáp ở trong đó đó nó nằm vào khoảng cỡ chừng là từ trung bình nó khoảng là từ 8 cho tới mười mấy gram các bạn, 12 13 gram. Và như vậy đó thì khi mà các bạn uống đó, thí dụ bây giờ mình nói là cái mãng cầu đi các bạn hoặc là xoài đi, thì các bạn uống một lần, các bạn nếu mà xay sinh tố hoặc là các bạn xay sinh tố ra thì một lần nó phải là 150 cho tới 200 gram. Các bạn xay ra thì các bạn uống mới cảm thấy là chúng ta mới đã ăn các bạn. Vậy thì đó cái lượng cáp nó mà tính ra nó khoảng có hai mươi mấy gram các bạn, và do vậy đó nó làm cho cái insulin của các bạn tăng các bạn. Thì có một số người đó họ nói rằng là có một số người thì họ cho rằng là dựa vào cái bảng nó có tên là GI đó các bạn, thì cái tên tiếng Anh nó là glycemic index, tức là cái chỉ số mà, tức là có một số, tức là những cái chất này hoặc một số người đó các bạn họ dựa vào cái chỉ số GI này, tức là cái chỉ số mà cho biết rằng là cái lượng đường chúng ta ăn vô đó, chúng ta ăn cái thực phẩm nó vô đó là nó chuyển hóa thành đường nhanh như thế nào. Thì người ta cho rằng là những cái mà những cái chất mà chúng ta ăn vô đó mà cái GI nó thấp các bạn, tức là nó dưới 50 đó, thì nó không có làm tăng đường huyết chúng ta nhiều, nhưng mà thực ra nó không đúng nha các bạn. Tức là nó chỉ chậm chuyển hóa thành đường thôi, tức là cái lượng insulin của chúng ta nó không tăng ngay lập tức mà nó tăng một cách từ từ thôi các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn uống các bạn ăn đường đi, hay các bạn ăn đường ăn hàng ngày của chúng ta đó, hay là các bạn uống nước ngọt hay nước tăng lực đi, thì thường nếu mà làm bằng đường ăn của chúng ta đó thì cái chỉ số GI nó khoảng tầm khoảng là 65 tới 70 các bạn. Thì cái chỉ số đó càng cao tức là làm sao, thì các bạn ăn vô đó thì ngay lập tức đó, tức là cái chuyển hóa, cái việc mà nó chuyển hóa thành đường trong máu, chuyển hóa vô đường đường trong máu của chúng ta đó các bạn, nó càng nhanh, có nghĩa là cái insulin của các bạn nó nhảy càng nhanh. Còn nếu như cái chỉ số GI đó mà nó càng thấp đó, thì là cái việc mà chuyển hóa thành đường trong máu của chúng ta đó các bạn thì nó càng thấp, nó càng chậm đi các bạn, tức là cái insulin của chúng ta nó nhảy từ từ hơn các bạn. Thì trung bình đó, các cái đồ uống mà mình thấy hiện nay hàng ngày đó, ví dụ như chúng ta uống ở ngoài đó, những cái mà mình vừa nói ở trên đó các bạn, thì nó tầm vào khoảng là cỡ, cái nào thấp nhất thì nó tầm khoảng có 40 các bạn, chỉ số là 40 thôi, còn trung bình nó nằm vào khoảng cỡ chừng trên 50. Vậy thì khi mà các bạn uống vô đó thì chừng một chút xíu sau là insulin của các bạn nó nhảy liền đó các bạn, thấy không? Và do vậy mà nó sẽ không, nó ngăn cản quá trình đốt mỡ các bạn. Tức là khi insulin các bạn tăng đó, thì ngay lập tức là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ không đốt mỡ đó các bạn, không, mà nó sử dụng cái năng lượng đường các bạn mà các bạn vừa nạp vô đó đấy làm năng lượng, chứ nó không có đốt mỡ nữa, và do vậy mà chúng ta không có giảm cân. Vậy thì đó, dựa vào cái nguyên tắc này đó các bạn, thì những cái đồ uống nào các bạn nên uống giữa các bữa ăn để mà tránh cái tình trạng mà nó ngăn cái quá trình đốt mỡ, và do vậy mà chúng ta không có giảm cân được. Thì cái đầu tiên đó là nước khoáng các bạn, an toàn nhất hơn các bạn, an toàn nhất. Tại vì đó, các bạn nhớ tôi dùng nước khoáng nha, không có dùng nước lọc hơn các bạn. Là tại vì đó khi mà các bạn uống nước mà chúng ta uống nước lọc mà không có khoáng gì hết á, thì cơ thể của chúng ta nó càng mất khoáng các bạn. Thì do vậy mà các bạn càng mệt và các bạn càng mau đói hơn các bạn. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể uống được giấm táo nè các bạn ha. Các bạn có thể uống được chanh nè các bạn, chanh vàng hay chanh xanh gì cũng được các bạn ha. Cái thứ ba nữa là các cái nước nước ép thì các bạn có thể uống được ép cà chua nè các bạn. Sinh tố thì có thể các bạn ăn được sinh tố bơ này các bạn, nhưng mà các bạn nhớ đừng có bỏ sữa vô nha các bạn ha. Cứ bỏ nước vào chúng ta xay thôi. Trà và cà phê thì sao? Thì trà và cà phê đó, thì đối với những cái người nào mà mẫn cảm với trà với cà phê đó thì các bạn vẫn uống được nha các bạn. Chỉ có một số người nhưng mà không nhiều đâu các bạn, là họ bị mẫn cảm với cà phê, có nghĩa là khi mà các bạn nạp một cái lượng caffeine đó ở một cái mức nào đó thì các bạn thì nó sẽ ngăn quá trình đốt mỡ. Và các bạn, mình gặp cái trường hợp này mấy trường hợp rồi các bạn, và mình phải khuyên người ta rằng là nên bỏ các bạn, hoặc là uống ít trà với cà phê dưới các bữa ăn đi, thì lúc này là người ta mới giảm cân được nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà bị cao huyết áp thì thông thường là khi mà các bạn bị thừa cân các bạn, là các bạn sẽ bị cao huyết áp các bạn, là tại vì
cái khi các bạn ăn nhiều đường với tinh bột đó, thì cơ thể của các bạn nó phải đào thải kali đi, mà khi mà kali nó thấp đó, thì đã chi cao các bạn, và do vậy mà các bạn cao huyết áp. Thì có một cái thức uống mà các bạn có thể dựa uống đó, mà nó vừa vừa tốt cho cái huyết áp của chúng ta các bạn, mà nó vừa không có làm tăng cái insulin, đó là cái chè atiso đỏ các bạn, tức là Hibiscus. Nó cũng rẻ lắm các bạn, các bạn mua chừng 200-300 ngàn một ký à, mình nhớ là khoảng cỡ chừng 300 mấy một ký đó các bạn. Chè atiso đỏ khô đó các bạn bỏ về, các bạn bỏ nước vô, bỏ nước sôi cho các bạn uống thôi. Thì các bạn nào mà bị cao huyết áp thì uống cái đó thì nó sẽ làm giảm huyết áp của các bạn các bạn. Tại vì đó cái chè atiso đỏ đó nó sẽ giúp cho chúng ta là nó đào thải cái natri đi các bạn, nhưng mà nó giữ kali hơn các bạn. Thay vì các bạn dùng thuốc hạ huyết áp, thì khi mà các bạn dùng thuốc hạ huyết áp là nó làm giảm cái natri, làm giảm luôn kali các bạn. Thì đây là những cái đồ uống mà mình thấy là nó an toàn cho các bạn, tức là chúng ta không có làm tăng insulin của các bạn, và từ đó mà các bạn có thể giảm cân, tức là nó không có ngăn có quá trình đốt mỡ để giảm cân của chúng ta. Thì để làm tăng cái hương vị đó, cái vị cho nó dễ uống, ví dụ như các bạn uống nước chanh, các bạn uống cà phê hơn các bạn, hay là các bạn uống cái nước ép cà chua đi các bạn, thì các bạn có thể bỏ cái đường stevia vào nha các bạn. Các bạn nhớ là các bạn không nên dùng cái đường ăn bình thường nha các bạn, tại vì các bạn dùng ăn cái đường ăn bình thường đó, các bạn ăn vô là ngay lập tức là insulin của các bạn nó nhảy lên. Thì đó là những cái thông tin mà muốn chia sẻ cho các bạn là những cái đồ uống nào ở dưới bữa ăn mà các bạn nên uống hay là không nên uống các bạn, để làm cho cái để mà nó ngăn cái quá trình đốt mỡ của chúng ta và làm cho chúng ta không có giảm cân được. Và nếu như các bạn nào chưa xem những cái video của mình đó, là tại sao chúng ta ăn ít cơm với các bữa ăn mà chúng ta vẫn bị tăng cân, hoặc là tại sao chúng ta tập thể dục mà cân nặng của chúng ta nó vẫn tăng, mình sẽ để hai cái link đó bên dưới cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.